mọi người, lại là mình, An Nhiên Fast Food đây. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với cả nhà na nha, một loại na đó là na đài nha. Nhưng mà na đài này thì mình trồng tại Gia Lai nha cả nhà. Rồi đầu tiên là sẽ là trái na sống nha. Trái na sống là mọi người thấy ha, cái cuốn. Đúng rồi, lá đẹp ha, cuốn. Cuốn tươi nè cả nhà. Đó, và cái cuốn nó còn như vậy. Cuốn độc là bình dương. Cuốn như nát chai. Rồi. Rồi bây giờ nha, một trái na chính là như thế nào? Nè cả nhà sẽ thấy cái vỏ na nó bắt đầu đen đi một xíu thôi nha, nhưng mà nó vẫn còn cứng nè cả nhà, vẫn còn cứng tay, nhưng mà nó bung cuốn. Đây là loại na. Nhưng mà như vậy là nó đã chín rồi nha cả nhà. Đây là loại na mà mình ăn cứng giòn. Xích lên xíu thôi. Đó, loại na xa ra mọi người mới thấy được. Đó, cứng giòn và mình ăn bằng cách là mình gọt. Đây cả nhà. Đây, na này là gọt nha cả nhà. Chỉ có na thôi nha con. Đây cả nhà. Đó, trắng thịt nha cả nhà. Quá đẹp luôn. Quá xá đẹp luôn. Ít hột nha mẹ ơi. Ít hột, trắng thịt và rất là ngọt thơm. Rất là ngọt thơm luôn cả nhà. Đó, cắt ra một cái là thơm lừng luôn. Đó, và mọi người gọt theo gọt vỏ nha cả nhà. Nó còn cái độ giòn ngọt thơm ngon. Đó nè cả nhà, ai mà thích ăn giòn hơn là cái này là nó hơi chín rồi đó. Ai mà thích ăn giòn là để cái bung cuốn nó kiểu này là nó đã ăn ngon rồi nè cả nhà. Nó chín bằng cách là bung cuốn như thế này là đã chín nha cả nhà. Chính là bung cuốn là chín. Đó mọi người giật cái cuốn lên như vậy có nghĩa là đã chín, trái na đã chín rồi. Con cầm giùm mẹ cái này. Rồi để mẹ cắt cho mọi người xem cái này. Ai mà thích ăn cái độ giòn nha, còn cái độ giòn một xíu thì mình đó. Như vậy là nó đã chín. Đó, còn cái độ giòn ngon luôn, ngọt liệm tim luôn cả nhà. Cái hộp nó rồi nha, để mình bóc luôn. Ngọt lắm luôn. Rồi chế nào mà thích na đài nha thì nhắn liền cho An Nhiên nha. Ba